Hơn một năm nay, trên kênh YouTube GGE Channel của diễn viên Masahiro Inoue đã đăng rất nhiều video hậu trường về một dự án tokusatsu mới mang tên Sentika F8ABA6 Chisarit. Phần phim này là một phần trong dự án Pink No Tokusatsu của diễn viên Inoue. Bộ phim này còn có sự trở lại của các diễn viên đã từng đóng Kamen Rider trước đó như là Satoshi Matsuda Kamen Rider Knight và Toshiki Katsu Kamen Rider Agito. Đạo diễn của phim là Akihiro Tanobe và biên kịch là Megumi Taguchi. Tập đầu tiên của phim đã được đăng trên YouTube vào ngày hôm nay và đã được sub qua tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung nên tất cả mọi người đều có thể xem được thoải mái. Sau khi xem xong tập đầu tiên, tôi phải nói sao nhỉ? Nó quá ngắn, chỉ có 13 phút. Xem xong tập 1 tôi vẫn méo hiểu cái gì mà dù đã xem bằng phụ đề rồi. Đấy là cho đến khi tôi lên fandom để tra thông tin và cũng phần nào hiểu được cốt truyện. Hôm nay tôi sẽ làm video sơ lược về Sentika F8ABA6 Chisarit. Đầu tiên là cốt truyện. Nhân vật trọng tâm là Ayuka, một nữ sinh sau khi qua đời đã được tái sinh ở một thế giới khác. Ở thế giới này có một người tên là Kadoya Tsukasa. À không, ý tôi là Chisarit luôn săn đuổi Ayuka. Nhiệm vụ của Ayuka là phải thu thập các item gọi là Red Seals. Để thực hiện được điều đó, cô phải vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Và sau đó, cuộc chiến của các anh hùng đã được mở ra trước mắt cô. Đấy chỉ là cái tóm tắt ở trên wiki thôi. Còn bây giờ tôi sẽ tóm tắt nhanh tập 1 cho mọi người. Ayuka tỉnh dậy ở một khu rừng và không nhớ được những gì đã trải qua. Nhưng mà cô biết là cô đang bị săn đuổi và phải chạy trốn. Nhưng mà cứ chạy tới đâu thì Chirashit đều săn cô tới đấy. Tới tối thì cô trốn trong một căn nhà gỗ nhưng vẫn bị phát hiện. Chirashit đuổi Ayuka chạy ra một vách núi rồi nói: "Để quay về thế giới kia, người phải giết ta hoặc để ta giết người." Ayuka bất động. Chisarit liền đẩy cô ngã xuống vách đá và cô tỉnh dậy trong một căn phòng. Và thế là hết tập 1, chỉ có 13 phút rồi. Bài opening của phim cũng trùng tên với lại tên của bộ phim, đó chính là Chisarit, được hát và viết lời bởi Masia và soạn nhạc bởi Yuhei Satellite. Trên YouTube chỉ có bản TV side của phim dài 1 phút thôi. Bản full thì tôi tìm thấy trên Bilibili nghe cũng ổn. Giờ sẽ là một số sự thật nho nhỏ để kết thúc video, bởi vì đây là video sơ lược nên sẽ rất ngắn. Tên phim F8ABA6 liên quan đến các cốt màu. Nếu ta lên mạng tìm cốt màu F8ABA6 sẽ ra màu hồng của Chisarit. À, không phải hồng, nó là magenta cơ. Ngoài ra, bộ phim còn được lấy cảm hứng từ Kamen Rider DK, dĩ nhiên rồi, và Super Sentai cùng với Shogeki Gurren. Ban đầu phim có tên là Jigen Diver Chisarit, nhưng sau này đã bị đổi tên thành Sentika F8ABA6 Chisarit. Ok, video hôm nay ngắn như vậy thôi. Bye bye anh em, hẹn gặp lại trong những video lần sau.